Xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là dòng cốt của Lắc, hay được gọi là phân tần các bác nhé. Hàng bái xịn xuất châu Âu các bác nhé. Điện 110-220, model là SC902, dòng 2-way trên 3-way, chuyên cho các bác chơi sự kiện hoặc là chơi gia đình, với phiên bản 24-bit bản đời cao. Tất cả đều dùng Canon các bác nhé. Ở đây có 3 chiếc thì em đã test là hoàn chỉnh để trước khi vận chuyển lên đường cho các bác. Cũng rất là nhiều các bác yêu cầu test về phần full cũng như là phần giải súp để các bác cùng cảm nhận. Với những cái dòng lắc này thì rất là hiếm các bác nhé, với những bản đời cao này. Đa số hiện tại trên thị trường thì có những dòng hàng mới, ví dụ như là DBX, DBX là nhiều nhất các bác nhé. Nhưng mà với những dòng hàng mới thì cái độ lấn tạp âm cũng như là cái độ cắt nó sẽ không được chuẩn và đỉnh như những cái dòng hàng bãi xịn như vậy các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ cho các bác cùng cảm nhận về cái giải full trước. Đây, hiện tại em đang cắt với cái mức giải đó là trống và lời sẽ không còn, chỉ có la tép thôi. Với cái bản cao thì sẽ có chế độ lọc EQ các bác nhé. Ở đây khi các bác tắt thì cái độ nâng cao nó sẽ bị giảm bớt đi, như kiểu cái lọc cái nâng tiếng đấy các bác. Đó. Khi để cắt với ba giải bass chung test gọi là giải full đấy ạ, thì cái giải cho ra tiếng rất là sạch, để lọc rất là tốt các bác nhé. Và để cái giải EQ nâng cao này thì cái giải tép nó sẽ hỗ trợ tốt hơn, cũng như là bay tiếng hơn. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang phần giải súp các bác nhé, giải súp ở kênh bên cạnh này. Hiện tại thì em đang sử dụng một loa bass 40 có cả kèn các bác nhé. Lát em sẽ thử cả nhạc có tiếng để các bác cùng cảm nhận về cái độ cắt sâu đến mức nào. Đó, khi mà cắt về giải súp thì tiếng súp rất là đầm và sâu, rất là mềm tiếng các bác nhé, rất là mềm tiếng bass đấy nhá. Đó, đánh rất là gọn. Đây, bây giờ em sẽ dừng lại và chuyển sang một cái ca khúc nào mà có lời đi để các bác cùng cảm nhận nhá. Đây, một cái ca khúc có lời nhá. Đây. Rồi, em sẽ chuyển sang cắt súp này. Đó. Sẽ không thể hiện lời các bác nhé. Đó, cắt đến mức độ như vậy, giải sâu nhất là giải 80. Đó, đây hiện tại là có cả kèn nhưng mà nó sẽ không hề có chút kèn nào các bác nhé. Không chút chép nào đấy ạ, ở trong kèn ra. Đó, đánh rất là sâu và chắc. Với cái cổng súp này thì các bác có thể phối hợp để ở súp điện cũng được. Ví dụ như những dòng súp điện của các bác cắt chưa tốt, các bác cũng có thể hỗ trợ để cắt giải súp ở trên cái con súp điện để đánh nó đầm hơn và sạch tiếng hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bác có thể cắt ở những cái dòng súp hơi để cho ra như là cái tiếng bass mà các bác đang nghe ở trên con loa B3 của em đây. Đó. Đây, full này. Cả hai các bác nhé. Đó. Tính rất là mềm các bác ạ. Lời tép cho ra rất là sáng và chi tiết. Ở đây hiện tại thì em đang sử dụng là 2-way các bác nhé. 2-way. 2-way thì các bác có thể chạy đó là 2 súp hoặc là 2 full, và tùy thuộc vào cái độ cắt của các bác là muốn để cho chép nhiều hay lời nhiều hay bass nhiều. Đó. Còn khi các bác sử dụng với bản đời cao này thì các bác nên ấn cái phần nâng cao ở đây, đó là phần giải EQ, để cho ra tiếng nét hơn cũng như là chi tiết hơn.
Đó, những chiếc này thì em cũng đã test đầy đủ các bác nhé. Ok, các bác nào còn thắc mắc hoặc là chưa hiểu về những cái dòng cốt gọi là phân tần này thì các bác có thể liên hệ với bên em để bên em hỗ trợ thêm về các bác ghép với những bộ dàn cho hay hơn, cũng như là làm với những dòng kẹo kéo sự kiện. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.